đến với kênh Online 24 giờ TV. Cho các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Ngô Kiến Huy tuyên bố cạch mặt Miu Lê vì hủy show phút chót. Thêm một vụ lùm xùm trong showbiz vừa nổ ra về việc thức tính của các nghệ sĩ trong showbiz gây ảnh hưởng đến chương trình của các ngôi sao khác. Mới đây, trên fanpage gần 3 triệu người theo dõi của Ngô Kiến Huy vừa chia sẻ một bài đăng về show truyền thái y của nam ca sĩ, với một tin đáng buồn cho khán giả là Miu Lê sẽ không tham gia vào sự kiện này. Cụ thể, bài viết đăng như sau, theo như thông báo, ekip đã công bố 5/7 khách mời cho show truyền thái y. Nhưng phút 90, Miu Lê đã không thể tham gia show vì những lý do ABC. Ekip xin phép sẽ bật mí sau. Như vậy, hiện tại 4 khách mời chắc nịch gồm có Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Ninh Dương Lan Ngọc và Sam. Ekip thực hiện và bản thân Ngô Kiến Huy rất xin lỗi về sự cố này. Sự thay đổi chắc chắn ảnh hưởng đến tính chất và ý nghĩa của show, nhưng độ nóng và chất lượng chắc chắn không giảm nhiệt. Như vậy chúng ta còn 3 khách mời chưa bật mí. Phía Ngô Kiến Huy chính thức cạch mặt Miu Lê sau khi hủy show. Sau thông báo này, quản lý của Ngô Kiến Huy đã chia sẻ lại bài viết và tuyên bố rằng chính thức cạch mặt ca sĩ Miu Lê kể từ thời điểm này. Những mâu thuẫn trong câu chuyện này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, phía ekip Ngô Kiến Huy cũng đã cho biết sẽ bật mí. Ngô Kiến Huy và Miu Lê từng là cặp bạn diễn ăn ý trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Việc hủy show ngay phút 90 của Miu Lê đã gây ra một mâu thuẫn khá lớn cho phía ekip Ngô Kiến Huy. Nếu chỉ vì những lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc và cả người khác thì quả thật Miu Lê đang biểu hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần lên tiếng từ một phía của ekip Ngô Kiến Huy, vẫn chưa được biết bên trong câu chuyện này xảy ra những mâu thuẫn gì, cùng chờ xem những người trong cuộc sẽ lên tiếng thế nào về sự cố này. Từ trước đến nay, Miu Lê luôn được khán giả đánh giá cao bởi tài ca hát cũng như diễn xuất. Một thời gian dài, cô nàng vắng bóng ở đường đua âm nhạc để tập trung cho điện ảnh. Thời gian gần đây, Miu Lê chính thức trở lại với dáng âm nhạc giá như cô ấy chưa xuất hiện, để làm mưa làm gió trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao Miu Lê lại hủy show phút chót để dẫn đến mâu thuẫn đáng tiếc này. Live show kỷ niệm 10 năm của Ngô Kiến Huy với tên gọi Truyền Thái Y sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12, 2019.